Dự án được thiết kế là nút giao thông khác mức gồm 3 hàng mục là hầm chui, cầu vượt và tầng mặt đất. Trong đó, đường hầm dài hơn 900 m bên dưới đường Duy Tân và Trần Thị Lý xuyên qua nút giao đường núi Thành, đường 2 tháng 9 đến trên cầu Trần Thị Lý. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, khởi công ngày 29 tháng 3 năm 2020 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành. Công trình nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cụm nút Tây cầu Trần Tỷ Lý, tạo nên trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực phía đông thành phố, giảm tải cho các đường trục chính qua khu vực phía đông thành phố như Nguyễn Văn Linh, Xuân Viết Nghệ Tĩnh. Tại lễ khánh thành nút giao thông quan trọng này, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định công trình đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố trong thời gian tới.